cần mang bao nhiêu tiền khi đi xin việc? Câu hỏi này được khá nhiều các bạn quan tâm, hôm nay tri thức Việt sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này nhé. Đầu tiên là khoản tiền đi lại, bao gồm các chi phí liên quan đến việc đi lại như xăng xe, vé xe, xe ôm, taxi. Tùy vào khoảng cách xa gần mà chi phí đi lại vào khoảng 500.000 đồng. Thứ hai, tiền nhà trọ, với giá nhà trọ bình dân tại các khu công nghiệp dao động trong khoảng 900.000 đến 1.300.000 triệu là khá xịn sò, đầy đủ tiện nghi còn các bạn muốn ở sang chảnh hơn thì giá có thể từ 2 đến 3 triệu đồng. Thứ ba, tiền điện nước. Giá điện 3.000 một số, nước 15.000 một khối. Mỗi tháng tiêu thụ khoảng 100 số điện, 4 khối nước. Vị chi sẽ hết khoảng 400.000 đồng. Thứ tư, tiền sắm sửa đồ đạc. Ở trọ thì phải mua đồ như chăn, chiếu, son nồi. Trung bình cũng cần tốn một khoảng 1 đến 2 triệu. Thứ năm, tiền sinh hoạt, ăn uống. Mặc dù đã được công ty hỗ trợ suất ăn miễn phí, nhưng những ngày nghỉ lại tốn kém kha khá. khá. Tùy từng nhu cầu và thu nhập của mỗi người, chúng ta cũng nên gói gọn trong khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng trên tháng. Như vậy tổng tiền cho các bạn cần chuẩn bị khi đi xin việc vào khoảng 5 triệu đồng. Nhưng có một cách cực kỳ tiết kiệm khi đi xin việc không phải ai cũng biết. Đó là các bạn vào ở các khu nhà ở miễn phí của công ty, đi lại sẽ được công ty hỗ trợ đưa đón. Như vậy các bạn chỉ còn tốn thêm mỗi khoản tiền ăn uống sinh hoạt thôi.